Ngày 16 tháng 1, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khí. Ông Nguyễn Công Khí bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản. Cùng bị bắt với ông Nguyễn Công Khí còn ông Nguyễn Quang Thông. Các sai phạm của hai ông này được xác định xảy ra trong khi lãnh đạo báo Thanh niên theo Trung tướng Tô Ân Sô, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Quá trình điều tra đến nay xác định ông Nguyễn Công Khí, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên, nguyên Tổng biên tập báo Thanh niên và Nguyễn Quang Thông, nguyên Tổng biên tập báo Thanh niên đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151, 155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 16 tháng 1, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông. Cả hai ông bị điều tra dấu hiệu sai phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên.